thông tin tình hình sức khỏe ca sĩ phi nhung mới nhất ngày hôm nay những thông tin ca sĩ phi nhung vẫn còn sống hiện tại cô ấy đang ở bên mỹ cùng với con gái ruột wendy điều này khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang và phẫn nộ trên mạng xã hội nhiều người cho rằng đã trông thấy cô đi cùng con gái wendy ung dung bước đi trên con đường phố khiến nhiều người rùng mình và hoảng sợ sự thật ra sao có phải phi nhung vẫn còn sống như lời đồn hay không hay là những thông tin chưa được kiểm chứng thì hãy cùng chúng tôi phân tích những luồng thông tin sau vừa qua cụ thể một người giấu mặt cho biết cô ấy sống tại california nơi cố ca sĩ phi nhung và con gái ruột wendy đã từng sống cô ấy tiết lộ với chúng tôi rằng chính cô ấy đã thấy ca sĩ phi nhung bước ra từ chiếc xe hơi của con gái ruột wendy cả hai lặng lẽ đi vô nhà của mình và điều đáng nói ở đây phi nhung bằng xương bằng thịt chứ không phải là một người nào khác Cùng với đó, người giấu mặt này đã âm thầm điều tra về vụ động trời này. Cô ấy theo dõi theo chiếc xe này của Phi Nhung thường đi bên Mỹ. Cô ấy còn cung cấp cho chúng tôi về cuộc gặp gỡ định mệnh tại trung tâm thương mại để làm bằng chứng. Người đó còn cung cấp cho chúng tôi những bức ảnh này. Chính xác là Phi Nhung tay trong tay với ca sĩ Mạnh Quỳnh, vui vẻ mua sắm. Phải chăng có lẽ người lại giống người 100% đến vậy? Qua đó chúng ta có thể thấy những người yêu thương ca sĩ Phi Nhung vẫn có hy vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ sống lại và về Việt Nam hát những bài tình ca lãng mạn gửi đến quý vị và các bạn. Chúng tôi tin rằng một ngày nào đó ca sĩ Vi Nhung vẫn còn sống và cô ấy vẫn âm thầm cống hiến những bài hát ngọt ngào gửi đến cho các bạn một ngày không xa.